chuẩn bị thời khắc giao điểm giữa năm cũ Quý Mão 2023 sang năm mới Giáp Thìn 2024. Tôi là bác sĩ Lê Tuấn, trung tâm nghiên cứu ứng dụng thuốc dân tộc, gửi lời tri ân đến tất cả những bệnh nhân đã tin tưởng và đồng hành cùng trung tâm. Đây là một nguồn động lực vô cùng to lớn cho trung tâm và đội ngũ bác sĩ, nhân viên của trung tâm ngày càng cố gắng tìm những phương pháp chữa bệnh, tìm những bài thuốc hay nhất để phục vụ cho đồng bào trong và ngoài nước. Với cái phương châm nam dược trị nam nhân, tôi cũng gửi lời tri ân đến những người đồng nghiệp đã lặng lẽ âm thầm cùng chúng tôi trong cái công việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của những người bệnh nhân đã tin tưởng chúng ta. Tôi xin gửi lời chúc đến tất cả mọi người đón một năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc, thành đạt và chuẩn bị bước vào năm 2024 với nhiều cái kết quả tốt hơn nữa để xứng đáng với sự tin cậy của đồng bào trong và ngoài nước đến với chúng ta chữa bệnh bằng phương pháp ứng dụng thuốc dân tộc. Chúc mừng năm mới Giáp Thìn 2024.